Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Và hôm nay thì Quang Minh Audio sẽ lên cho quý vị và các bạn một con âm ly đèn chính hãng của Suka Audio. Anh em nhìn nó đây, chữ trắng nó hơi mờ chút, tôi lưng người cho anh em dễ nhìn nhá. Đó, một con âm ly đèn chính hãng của Suka Audio. Và Suka Audio thì anh em đã biết rồi đấy, một trong những tên tuổi của làm nên Suka Audio chính là con DC-Q5 Pro. Đến rất nhiều anh em chơi cái dòng DC giải mã đánh giá rất cao con DC-Q5 Pro đó. Và hôm nay thì chúng tôi lại về thêm hàng cái dòng âm ly đèn đó, của một con âm ly đèn rất là nhỏ gọn như này của chính hãng của Suka Audio, với mã sản phẩm là Tubi A1 nữa anh em nhá, Tubi A1 nữa. Đó, đây, tổng quan bên ngoài anh em nhìn này, đó, một con âm ly đèn. Rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, dòng này thì nặng khoảng 3 kg anh em nhá, 3 kg đấy, tôi cầm trên tay được, rất cũng khá là đầm anh em nhá. Đó, và phía trên này được trang bị những bóng đèn này, nó con âm ly đèn mà truyền hướng bóng đèn này. Và mặt đằng trước đây anh em, mặt đằng trước gồm đây là nút công tắc gạt on off này anh em này. Đó, công tắc gạt trang bị hay công tắc gạt on off này. Và đây các chế độ Bluetooth, các anh em mà chơi Bluetooth thì chọn Bluetooth, có hai chế độ đồng vào Bluetooth và RCA. Đấy, RCA đây Bluetooth trên, và có hai chế độ đánh này. Và đây là những cái đèn báo, cái đèn báo nguồn này, còn đây là đèn báo Bluetooth này. Đó, và được trang bị một cổng 6 ly Typhoon này anh em nhá. Mà mặt đằng trước này anh em nhìn có thể chỉnh bát chỉnh chép anh em nhá. Đó, đây nó thể chỉnh bát này, bát đây là chỉnh chép này. Đó, cái nút tăng giảm âm lượng anh em này. Đó, một con âm ly đèn nhá, rất là ba cái nút chỉnh này, có màu vàng rất là bắt mắt anh em nhá. Đó, bây giờ tôi sẽ quay ở phía sau này cho anh em cùng tham khảo. Đây, ở trên này là con mình đó anh em đây, rất là đẹp mắt nữa. Phía sau này anh em này, sau này có đường vào, đường nguồn vào thì có một đường nguồn của DC 19V này anh em này. Đó, còn đây là các chế độ ánh 4 ohm này hoặc là 8 ohm này. Đây, đây, chân này là chân mát này, còn đây 4 ohm thì chúng ta sẽ cắm hai cổng này, còn 8 ohm chúng ta sẽ cắm hai cổng này nhé anh em nhé. Đó, hai bên loa đáp là trái phải này, đường input này, một đường hoa sen này anh em này. Đó, một đường AV hoa sen và một đường Bluetooth này nữa để cho anh em, cho những anh em nào mà dùng đánh dùng Bluetooth là rất là tiện đấy, là không phải dây dợ này. Anh em chỉ cắm vào đây là chơi thôi anh em nhé. Đó, một con âm ly đèn rất là nhỏ gọn này của chính hãng của Suka Audio, bảo hành 12 tháng cho anh em nhá. Đó, 12 tháng cho anh em. Đó. Và một bộ sản phẩm thì gồm có một con âm ly này, dâu Bluetooth này, bóng này, và một bộ adapter nguồn này anh em này. Anh em nhìn này, một bộ adapter nguồn sẽ cắm được điện này, từ 100 đến 240V vào. Đó, anh em nhá. Đó, dây nguồn rất là dài. Đó. Và đi kèm sản phẩm nữa sẽ là một cặp bóng sơ cua như này để cho anh em nhé, một cặp bóng sơ cua và một cái giắc chuyển 6 ly ra 3.5 như này anh em nhé. Đó, giắc chuyển được cắm đằng trước này, 6 ly ra 3.5. đó là một bộ sản phẩm. Và sau đây thì tôi sẽ kết nối vào âm ly đèn này vào một cặp loa này, tôi sẽ test thử đoạn nhạc cho anh em cùng nghe thử nhé. Đầu tiên là tôi sẽ cắm dây nguồn vào cho anh em, một dây nguồn số 8 khá là dài anh em nhé. Đó, nguồn số 8 này. Đó, tôi cắm dây nguồn này, rồi tôi sẽ cắm vào sau nguồn này. Đó, tôi sẽ cắm điện trực tiếp vào đây rồi nha anh em nhé. Ok, còn đây là nguồn nhạc, tôi sẽ cắm đường in anh em nhé. Tôi sẽ bật lên cho anh em này. Đó, anh em nhé. Đó, đây bật này. Anh em thấy bóng sáng không? Đó, anh em chờ lên một chút nha. Đó, và cặp loa tôi là cặp loa 8 ohm, tôi sẽ cắm chữ 8 ohm nha anh em nhé. Đấy, tôi cắm 8 ohm cho anh em này. Đó, anh em nhìn này. Đó, tôi sẽ cắm được 8 ohm nhé. Đó, anh em chờ tôi một chút, tôi tạm dừng nhạc đây. Ok, tôi đã kết nối xong. Rất là đơn giản thôi anh em nha. Ok, tôi sẽ bật nhạc về lại cho test cho anh em nghe. Anh em chờ tôi một chút, tôi đã đoạn nhạc rồi nha. Đó, giọt test này.
bát rồi. Em vô tình làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau trong đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay tép đấy nhờ cô trình bát đây này, là như một phiên đá nồng trăm năm như ngàn năm, người cũng đã băn khoăn. Ok anh em, tôi tiếp qua đoạn nhạc rồi cho anh em tham khảo trước đây một con âm ly đèn chính hãng của Suka Audio với mã sản phẩm là Turia 1 anh em nhá. Đó, và một con âm ly đèn, một bộ sản phẩm này có giá cực kỳ tốt để cho anh em, chỉ có 3.650.000 trên một con âm ly đèn như này anh em nhá. Giá cực tốt cho anh em chơi, 3.650.000. Anh em mà có nhu cầu cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ tôi qua số điện thoại 0944737321 anh em nhá. Tôi xin nhắc lại là 0944737321. Hoặc anh em Hà Nội cũng có thể qua các cơ sở chúng tôi, Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên. Ngoài ra chúng tôi còn một cơ sở trong Sài Gòn, trong quận 7 này anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp.